Rồi, là tôi xin chào tất cả các em cần thủ đam mê câu cá từ Bình Thuận Quốc. Hôm nay tập 11 clip gồm một lô cần câu nha mọi người. Thì lô này là một lô cần câu rút hàng carbon có, hàng phíp có. Phần bên đây là hàng carbon nhé, giờ tầm khoảng 150 đến 200 thôi. Phần bên đây là hàng carbon. Rồi, để vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứa hình tổng, nếu hàng lỗi cùng clip shop lên anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn em. Cái thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người một cây cần mild phíp như nè đó. Thì cây này là một cây hàng phíp nha mọi người, cây này cây hàng phíp dài 1m8, phen là phen lỗ sứ hết nha, đây phen lỗ sứ hết, phen hãng. Thì cần này ngoại hình còn mới nha mọi người, len ken. Cây này anh em câu để ba lô vô, để trong ba lô được nè, rất là ok. Thì cái này dài 1m8, thu gọn 747cm, đọt 1.7 ly, nặng 123g. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 20-30. Giá công khai cây số 1, giá 150k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên cho mọi người quẩn một cây MySpeed nè. Thì cái này dài là 1m, dài 1m65 nha mọi người, dài 1m65. Bát hãng, phen hãng đó. Màu tím nha, anh em thích màu tím đi, mà hồng lấy cái này. Thì tất cả lóng sơn thì mấy cái này đều rất là mới nha mọi người đó. Cái này mới lọt là màu trắng nha đó. Thì cây này dài 1m65, thu gọn là 43cm, nặng là 110g, đọt 1.8, độ cứng ra tầm khoảng 20. Rồi, giá công khai số 2, giá 200 nhé. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho mọi người vẫn là một cây cần rút. Đó. Thì cây này dài vẫn là 1m65 nha mọi người, dài 1m65. Khoan này khoan hãng nha, khoan hãng lỗ sứ. Bán là bát hãng. Cán đây, cây nhận 3 khúc nè, cán hở. Thì cây này dài là 1m65 nha, dài 1m65, hãng Romit. Romit. Thì cây này ngoại hình còn tương đối mới nha mọi người đó. Thì có phen thì hơi bị rỉ oxy quá một tí thôi, tất cả phen ok, phen thì em đảm bảo ok nha, không bể nha. Bát hãng. Thì cái này dài 1m65, nặng 165g, thu gọn 43cm, đọt là 1.6 ly. Thì dài 1m65, nặng 94g. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 20-30 thôi. Giá công khai cái số 3, giá là 150k cộng ship nha. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 lên cho mọi người vẫn là một cây cần rút bát hãng, phen hãng. Phen là màu xanh nha, lỗi sứ nha mọi người. Thì cái này dài là 2m1 mọi người, dài 2m1, mã code này đó. BG Light Spin gì đó. Thì cái này em vẫn lấy từ thị trường Nhật về nha đó. Nước sơn là hết nước chấm này đó. Còn rất là mới nha mọi người đó. Cái loại này về anh em bỏ ba lô, cột tôm đó, đi du lịch câu cũng rất là ok nha, tất cả phèn ok đó. Coi ok, lỗ sứ, bắt hãng, cán hở đó, màu xanh. Thì cái này dài 2m1, thu gọn 52cm, nặng đọt của nó là 1.7 ly, nặng là 135g và độ cứng lên tầm khoảng 20-30. Giá công khai số 6, giá công khai số 4, giá là 200. Tiếp theo cái số 5. Cái số 5 lên mọi người vẫn một cây cần phíp nha. Phen hãng nè, được cái phen cái này mới. Thì cái số 5 là một cây cần dài 2m4 nha mọi người, dài 2m4. Nó để cái này là cây lua, nó lua từ 10 đến 50g nha anh em. Đó. Lua từ 10 đến 50g. Bát là bát hãng, phen là phen hãng. Đó. Rất ok nhé.
Thôi ok nha mọi người, rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 175g, thu gọn là 59cm, đọt 2 ly. Thì cái này nặng đúng rồi, nặng 175-180g. Độ cứng cây này gà tầm khoảng 50-80 nha. Rồi giá công khai cây số 5, giá là 200 nha, 200 cộng xích cây số 5. Tiếp theo lên cho mọi người cây số 6. Thì cây số 6 là một cây hàng carbon. Đó. Hàng này hàng carbon nha mọi người. Đó. Ba mềm test luôn. Thì cây này một cây hàng carbon, hàng của China xuất Nhật. Dài 2m1. Bát hãng, phen là phen hãng. Phen nó có dấu hiệu sứ quả nè. Đó. Càng sao báo anh em vậy. Thôi ok nha mọi người. Đó. Không lỗi không nứt gì hết. Phôi carbon. Này, trên này mình thấy trắng nè. Này, ngọn nó này. Thì cái này dài là 2m, dài 2m1. Nặng là 142g, thu gọn 53cm, đọt 1.7 ly. Độ cứng lên tầm khoảng 50. Giá công khai cây số 1, 2, 3, 4, 5, cây số 6. Giá là 350k nhé. 350k cộng xếp cây số 6. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 lên cho mọi người vẫn là một cây hàng carbon. Thì cây này vẫn là mặt hàng của China xuất Nhật. Dài 2m4. Phen ok nha mọi người. Cây này phen ok. Phen này phen hãng nha. Hàng carbon phen hãng. Rồi ok đẹp nha mọi người. Rồi đẹp. Giá là mới luôn. Thôi dạng phôi nó được sơn ánh kim lắm rồi. Nhìn rất là đẹp luôn nè. Cây này khá xinh xò. Thì cái này dài 2m4, nặng là 200g, đọt 1.6 ly, thu gọn 52cm, gia tập khoảng 3g. Giá công khai cây số 7, giá là 400 nha nè, 400. Thì cái độ cứng gia tập khoảng 20-30. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên mọi người là một cây cần lua. Thì cây này là cây cần lua của Senhua, hàng Korea xuất Nhật. Cây này dài là 1m8, độ cứng của nó là ML, tải mồi từ 7 đến 17g. Đó, cái này anh em lua nháy hơi được nè. Đó, nháy hơi, có lóc rất là ok. Đó, dạng anh em nào thích để trong ba lô đi du lịch. Bát là bát, bát thế này nha mọi người. Đó. Thì fan là fan Fuji loại xứ nha mọi người, fan Fuji loại xứ xám nè. Đó. Tất cả hàng này hàng Fuji. Phôi là phôi carbon sóng quăng. Rất là đẹp luôn. Fan thì bao lỗi lầm nha. Đó. Tất cả fan ok đẹp. Phôi là cũng rất là đẹp luôn nè. Thẳng gần guốc nha. Thì cản là cản bằng, cây này nặng là 73g, rất là nhẹ luôn. Thu gọn là 37cm, dài 1m8, độ cứng ML, đọt 1.4, giá cũng 2 cây số 8, giá 900 nha, 900 cộng xếp cây số 8. Tiếp theo cây số 9, thì cây số 9 lên cho mọi người một cây cần carbon. Thì cây này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, phôi carbon, carbon sẵn vòng. Này. Sẵn găng guốc nha, rất là đẹp luôn. Fan của nó là fan Fuji nha nè, fan là fan Fuji loại xám. Fan Fuji loại xám. Bát là bát thẳng, bát kẹt, bát thẳng nha mọi người. Cần rút. Thì cái này thu gọn là 38cm, dài 1m8, đọt 1.7 ly. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 20-30 thôi. Nặng 119g. Thì phôi là carbon sẵn. Đó. Rất là ok luôn. Đó. Thì tất cả những cái lô cần này em bán ra thì nó có đều có đầu chụp hết trên nè. Đó. Cứ về tới tay của anh em là nó có đầu chụp đầu cần hết. Đó. Thì cây này có một phen này nè, nó bị nứt phen này một tí nè. Đó. Không ảnh hưởng cho nha mọi người, rất là chắc nha.
Rồi, giá công khai cây số 9 giá là 650k nhé. Tiếp theo cây số 10 thì cây số 10 lên cho mọi người một cây gần carbon Hàn Quốc mini. Thì cái này hàng gỗ mịt nè anh em, hàng có hàng gỗ mịt đó, mini. Fan là fan Fuji nha mọi người, fan của nó là fan Fuji đó, đổi xám đây. Bát là bát thẳng nè, cản là cản mút Ewa. Thì cái này nặng là 105g, đọt bọc đi 6, thu gọn là 46cm, giờ tầm khoảng 2g, dài 1m8, độ cứng cái này ra tầm khoảng 20-30. Coi là carbon sẵn nha. Đó, rất là đẹp luôn, carbon xanh sẵn. Đẹp mê đi nha. Ok, đọc một trắng nè, dạng anh em đọc trắng này nó phát tín hiệu anh em, báo tín hiệu cho anh em. Coi thì đẹp rồi, không còn gì phải bàn. Rồi, giá công khai cây số 10, giá là 550k cộng ship nha. Tiếp theo cây số 11. Cây số 11 em ra cho mọi người một cây cần cần gì, cần một cây cần của China xuất Nhật nha. Đó. Hàng carbon. Dài 2m1. Thì fan của nó là fan Fuji nha mọi người, fan Fuji loại xám đây. Đó. Bát của nó là bát Fuji luôn. Cán bằng cán mút. Thì cái này mới cán xà beng luôn. Đó. Nóng ở trong rất là mới luôn nè. Đây cũng vậy. Quang carbon nó sẵn nè. Đó. Rất ok nha. Đây, đọc ở đây. Đó. Phen đây. Thì cái này nặng là 120g, đọc 1.4, thu gọn là 43cm. Thì cái này dài 2m1, độ cứng ra tầm khoảng 20-30 thôi. Rồi, giá công khai cái số 11, giá là 700 nha mọi người, 700 cái số 11. Tiếp theo cái số 12. Cái 12 đây cho mọi người quẳng một cây càng rút. Thì cây rút này quẳng là một cây rút carbon nhé, sẵn gần rút, quẳng là một dạng cây rút mini dài hơn 2g tí. Được cái là cây này fan là fan hãng nha mọi người, fan là fan hãng, còn rất là mới luôn. Đó. Bách là bách hãng, coi là coi carbon sẵn nè. Đó. Rất là đẹp luôn. Rồi sáng này hết bài. Đẹp mê ly như thế này. Đọt nó là đọt màu trắng đây. Dạng này dạng đọt đặc đây. Đó. Thì cái này nặng là, cái này dài là 2m4 như nè, hãng gỗ mịt nè. Đó. Nặng là 138g, đọt 1.8, thu gọn là 50cm. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 20 nha anh em, 20. Giá công khai cây số 12, giá là 600 nha anh em, 600 cộng ship. Tiếp theo cây số 13. Cây 13 lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Đây, cây hàng Shimano, hàng khá thương hiệu. Thì cái này sản xuất tại Korea. Chất lượng là chất liệu là carbon nha. Đây, Shimano Holiday Pack. Đó, 32m4. Thì cây 32m4 này thì anh em có thể câu lăng xê, câu hành cháp, một số anh em có thể lấy lua cũng được. Đó. Tương đối lua dạng tương đối thôi. Thì cây này số bộ fan là bộ fan Fuji dạ quang mọi người, rất là đẹp luôn. Đó. Dạng Fuji dạ quang. Đó. Nguyên bộ nha, fan này không lỗi một fan nào luôn. Bát nó đây. Đó. Bát là bát Shimano Hansen. Cán là cán mút hay qua. Phone là phone carbon sẵn nè. Ok mọi người. Phone carbon sẵn.
thôi còn rất là đẹp nha, không có xuất sắc gì nhiều hết nhân nha mọi người. Thì cái này nặng là 185g, lọc 1 ly 5, thu gọn là 45cm bằng 2 găng tay, độ cứng 30, dài 2m4. Rồi giá công khai cây số 13, giá là 850k nha anh em, 850k cộng ship cây số 13. Tiếp theo lên cho mọi người là cây số 14 và cây số 15. Thì 14, 15 là một cặp nha anh em. Đây, một cặp đây qua. Bát tầm bát đây qua, Fuji dạng bát tầy cao. Đó. Thì hiếm lắm mới về được một cặp giống nhau. Đó. Đây. Cái này dài 2m1, độ cứng 30 nha anh em. À, hai cây như nhau, 2m1 cứng 30. Mà có đầy đủ tem đầy đủ nha. Hàng đây qua, hàng khá nổi tiếng. Đây. Khôi là carbon sẵn nha mọi người. À, carbon sẵn quăng, rất là đẹp luôn. À, cây này thì độ mới hai cây này nó ra tầm khoảng 90%. À, 90% dạng ăn lên đó. À, rất là đẹp. Không có xuất sắc gì nhiều hết. Đó. Kéo vào cho mọi người xem. Rất là mở luôn. Phèn của nó thì khách chỗ chê à. Phèn là phèn Pussy, đỏ xám, bù bù trong sáng nữa. Đó. Các bạn ngầu nha. Đọc đây. Đó. Lắm ở trong này. Sẵn găng guốc nha mọi người. Rất là ok nhé. Phèn đây. Cây này cũng vậy. Hai cây là như nhau hết chân nhân anh em. Chín mừng. Thì cái này nặng là 150g, đọt 1 ly 5, thu gọn là 46cm. Rồi giá con cây cây số 14 giá là 900 nha. Cây số 15 cũng vậy, 900, 2m1, độ cứng 30. Tiếp theo cây số 14, 15, 16. Tiếp theo cây số 16 lên cho mọi người. Tiếp theo lên cho mọi người là cây tiếp theo cây số 16. Thì cây số 16 này là nó trang bị bộ phen là một phen xích, nhưng mà xích này xích thẳng nha anh em, chứ không phải là xích Fuji. Đó. Đây, cây xương nó rất là bóng đây. Đó. Vẫn một cây cần rút ha. Đó, cần rút. Thì cái này cứng 20, dài 2m1. Bát ra bát hãng, phen là phen hãng, nặng là 145g, đọt 1 ly 5, thu gọn là 62cm. Thì cái số 17 giá công khai là 500 anh em. Hàng carbon còn rất là mới đúng nè. Rất là mới luôn. Đọc đây. Rất là ok nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 17 giá là 500 nha. Tiếp theo cây số 18. Thì cây số 18 lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Đó. Thì cái một cây Shimano Holiday. Không phải cái Shimano Hansa nha mọi người. Đây, cây này cứng 30 và 21 nha. 30 và 21. Hàng của China xuất Nhật mà có đầy đủ. Bát Fuji. Bát Shimano, bát tài cao. Phen là phen Fuji loại xám nha mọi người. Đây, đó. Phen đề 3 vẫn là phen Fuji. Foil là foil carbon, sẵn găng guốc nè. Rất là đẹp luôn. Đó. Đọt nữa đây. Trong. Rất là ok nha mọi người. Được cái bu là bu xích nha. Thì cái này nặng là 110g, đọc 1 ly 7, thu gọn 77cm. Rồi giá công khai cây số 18, giá là 750k nha. Tiếp theo cây số 19. Thì cây số 19 em lên cho mọi người là một shop ra cho mọi người một cây hàng của Olympic. Thì cái này hàng của Korea xuất Nhật. Thì cái này được động bát nha mọi người, bát sẽ nằm đây mà em nhật đến giờ lên trên đây mà cũng thấy rất hợp lý, cầm cũng vừa tay. Đó, đây anh em, bát đây, bát được giờ lên trên này mọi người. Đó,
bát là bát Pungsi. Lấy xuống đây này, bát là bát Pungsi S7 Hensepen. Đặc biệt cái này là sở hữu bộ phen và bộ phen xích Poil Poil sẵn ít Caro đây, đây bộ phen này là ăn tiền bộ phen này mọi người. Bộ phen xích nha, nguyên bộ luôn. Phen này mà mua lẻ thì khá là căng. Bullshit luôn nha, bullshit nó chè nguyên bộ phen xích. Được cái đặt Poil Poil sẵn ít nè, dạng sẵn Caro nè. Đó. Rất là đẹp luôn, lắm trong cũng vậy. Đó. Không có xước xát gì nhiều nha mọi người. Đó. Đóng đầy cũng vậy luôn. Đó. Sẵn ít nha, chỉ có cái lắm gần đọt thì nó sẽ sẵn quăng thế này đây. Đây. Ba cả ok hết. Đây đọt ra đây, đọt sẵn quăng nha. Thì phen ok, chỉ có một phen một bị lỗi thôi. Phen nào để ta, đây phen này đây bị bể một đây tí nè, nhưng mà còn rất là chắc nha em, rất là chắc không ảnh hưởng gì nhá. Thì cần sau thì shop báo anh em vậy. Phen này phen gặp nữa các bạn ngọc. Thì cái này dài là 3m9, nặng là 66, thu gọn là 69 cm, đọt 1 đi 9, độ cứng ra tầm khoảng 30, nặng là 230 g. Giá công khai cây cuối cùng cây 19, giá là 800 nha anh em, 800 cộng ship. Đó, đó là cộng cộng 19 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng để lại số điện thoại tự động liên hệ mọi người nha. Rồi, cảm ơn anh em.